Thấy em cây lúa trên đồng, cô gái Vĩnh Lộc má hồng xinh xinh. Cây trên đồng ruộng quê mình, siêng năng lao đồng siêng năng lao động đêm đồng anh thương. Anh Cường, anh ghé anh hoài phải không? Thấy người ta cấy không kịp, sao không xuống đây cấy phụ mà còn đứng đó hò mãi vậy? Tại vì anh hơi ngạc nhiên là thấy em mai giá nội trợ, chứ không ngờ lại giỏi về cấy, cho nên anh hò ghẹo cho vui vậy mà. Thu về cây lúa mùa thu đông, nghe gió thu mát trên ruộng đồng. Mình cây lúa mà sao nghe lòng vơi vơi, đầm thắm gian em lẻ nhanh tay mà giống hòa mình hay hoa sen tay cây đều. Anh lộc thân thương ai cũng muốn về nhìn đồng lúa như mình trước gió. Nắng thu về em thấy thêm thương, ôi quê hương ta biết bao nhiêu kỳ đổi mới. Chuyện với anh mà em quên hỏi thăm, hai bác có khỏe không anh? À, cảm ơn em, ba má anh vẫn khỏe em à. Còn anh, lúc này sao? Anh làm ở đâu? Anh đang làm nghề xây dựng, nhưng gia đình nó còn gặp nhiều khó khăn, nên vì ba tập đoàn trưởng tập đoàn năm á. Sao anh? Có cấp cho gia đình anh 8 công đất, nên anh phải canh tác cho kịp vụ mùa. Ngoài nghề xây dựng anh còn phải lo chăm bón ruộng đồng. Hạnh phúc trong tầm tay của toàn dân chúng cả nước, chứ đâu phải riêng gì của Vĩnh Lộc mình sao? Đợi mùa lúa chín em với anh cùng nhau ta đi gặt. Màu mắt em xanh hay màu xanh đồng lúa, ôi thương nhớ vô bờ mà không biết nói thương ai. Anh thương ai? Có thể nào anh nói cho em nghe đi. Anh để ý chị nào trong đám thợ cấy này phải không? Nói đi em làm mai cho. Thiệt không? Thiệt mà. Anh yêu người, anh yêu đồng lúa xanh,
tài cây nhân ôi nết na diêu hiền đầm thắm em cười biết bao người mến thương. Anh nói em nghe nhưng biết ai mới được cô nào anh yêu em sẵn lòng giúp anh. Ôi những gì bị xinh xinh uống mình khoe trai để tượng trưng cho lòng người con gái tuổi mới vào xuân giữa đồi trăng tròn. Mối tình thầm kín mấy năm qua ngày mỗi ngày thường gặp mặt người ta sao không dám nói cái tên của người con gái ấy. Có gì đâu mà anh lại bận tâm mẹ ngại, chuyện yêu đương là chuyện của tất cả mọi người. Em nói như vậy thì bây giờ anh có quyền nói phải không? Ừ, anh nói gì thì anh nói đại đi, chứ gì đâu mà cứ vòng vo hoài ha. Anh nói là nghe. Thì nói đi chứ anh nói nghe, nghe hoài mà không nghe anh nói gì hết trơn á. Em à, mỗi khi đến mùa đi trồng đậu phộng á, nhìn thấy em cười, anh thương thiệt là thương vậy đó. Thiệt vậy hả anh? Thôi anh làm bộ đó. Ừ, lúc về nhà mà da mày vẫn Vĩnh Lộc nết na diễu hiền đầm thắm. Những buổi bình minh em ra đồng đứng ngắm nhìn hàng đậu phộng anh trồng nay đã lên cao, không biết chừng nào mình mới gần nhau. Sau mùa thu hoạch anh cày mai đến nhà, mình như bạn tình ca em yêu dình